Chào mừng các bạn đã đến với YouTube của tạp chí NGHE NHÌN Việt Nam. Nếu như năm ngoái chiếc Mi 8 SE được ra mắt nhưng chỉ được bán duy nhất tại thị trường Trung Quốc thì năm nay đã khác hoàn toàn. Đây chính là Xiaomi Mi 9 SE phiên bản Global và sắp tới sẽ được bán ra chính thức tại thị trường Việt Nam. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về nó để xem rằng là chiếc Mi 9 SE này nó sẽ có những gì khác biệt so với cái phiên bản Trung Quốc và cũng như là với cái mức giá của nó chuẩn bị được bán ra thị trường Việt Nam như mình đã nhận được thì nó có phải là mức giá thơm hay không. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy ở đây mình đang có chiếc Xiaomi Mi 9 SE Global với phiên bản mặt lưng màu xanh, xanh ánh gương. Mình không rõ nó là màu xanh gì, nhưng mà khi mà mình nghiêng nó ra này, các bạn sẽ thấy tùy theo từng góc nhìn và tùy theo từng cái mức ánh sáng đánh vào thì nó sẽ có những màu sắc khác nhau. Ví dụ ở đây thì nó lên màu xanh nhạt này, rồi một cái tông xanh nó hơi xanh ngọc một chút, và xuống đây thì nó xanh ánh tím. Và nếu như ở trong môi trường ánh sáng thấp ấy thì nó sẽ là xanh dương. Và nói chung là mỗi góc nhìn, mỗi ánh sáng thì chúng ta sẽ có mỗi màu khác nhau. Nó sẽ tạo ra được một sự khác biệt, một sự đặc biệt trên mặt lưng của sản phẩm này. Và tất nhiên với những chiếc máy Trung Quốc với phiên bản màu xanh thì nó giống như vậy mà thôi. Nhưng mà hình như là mình vẫn chưa được cầm cái phiên bản Mi 9 SE màu xanh bao giờ, nên là mình vẫn chưa thấy được. Đây là lần đầu tiên mình cầm màu xanh trên Mi 9 SE. Và chúng ta sẽ cùng quay ra với mặt trước. Thì với chiếc Mi 9 SE Global này chúng ta vẫn sẽ có màn hình với kích thước là 5.97 inch, độ phân giải là Full HD cộng tấm nền Super AMOLED, mang lại chúng ta một cái công nghệ nó vân tay dưới màn hình. Thì với cái tấm nền chiếc Mi 9 SE Global này thì nó sẽ không khác biệt so với những cái tấm nền mà Mi 9 Trung Quốc xách tay về chúng ta đã có. Thế nên mình cũng không cần phải chia sẻ quá nhiều cái màn hình của nó nữa. Mà cái sự khác biệt ở đây nó sẽ đến từ cái phần mềm bên trong máy. Khi mà các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có sẵn tiếng Việt này, và phiên bản MIUI chúng ta đang có là MIUI 10 9.2.22 beta. Và tất nhiên với phiên bản MIUI beta như thế này thì mình cũng sẽ không thể làm đến cho các bạn những cái clip kiểu test hiệu năng, đánh giá game các thứ. Nói chung là những cái gì liên quan đến hiệu năng thì trên cái phiên bản beta này mình chưa thể làm được. Nên là nếu như các bạn có nhu cầu về những cái video test hiệu năng xem nó như thế nào thì các bạn sẽ phải chờ khi nào mình có những phiên bản chính thức mình mới có thể chia sẻ đến các bạn được. Một cái điểm nữa đó là phiên bản Global như thế này thì ngoài tiếng Việt ra chúng ta cũng sẽ có những ngôn ngữ khác, rất là nhiều ngôn ngữ để cho các bạn có thể tùy chọn chứ không bị giới hạn ở cái ngôn ngữ Trung Quốc cũng như tiếng Anh giống như trên phiên bản sách tay. Nên là nếu như các bạn có đi ra nước ngoài hay gì nữa thì chúng ta cũng thể đổi ngôn ngữ hoàn toàn bình thường. Về cấu hình phần cứng của chiếc Mi 9 SE này thì chúng ta vẫn sẽ có con chip Snapdragon 712, chúng ta có 6GB RAM và phiên bản mình đang có là 128GB trong. Ngoài ra thì với cái cấu hình mà mình có thể tham khảo được thì chúng ta vẫn sẽ có một phiên bản khác nó có bộ nhớ trong thấp hơn là 64GB, thì chắc chắn phiên bản đó nó sẽ rẻ tiền hơn một chút so với cái chiếc máy có bộ nhớ trong là 128GB này. Và cái mức giá mà theo mình hóng được thì nó sẽ dao động trong khoảng từ 8 cho tới 9 triệu cho chiếc Mi 9 SE này. Đây là một mức giá nó không hề thấp và nó sẽ khá khó để cho mọi người có thể tiếp cận. Nó sẽ không còn là một cái mức giá quá tốt như mọi người kỳ vọng nữa. Nhưng mà dẫu sao thì đây vẫn sẽ chỉ là cái mức giá mà mình hóng được từ một số anh em trong ngành báo chí mà thôi. Còn cái mức giá chính thức thì chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi. Nhưng mà nếu như cái mức giá chính thức của nó mà tầm 8 triệu 9 triệu thì rõ ràng nó vẫn sẽ không được như mong đợi của mọi người, phải đúng không? Còn về phần cứng camera thì chúng ta vẫn sẽ có 3 camera phía đằng sau mặt lưng với độ phân giải 48MP cho camera chính. Chúng ta có 13MP cho camera góc siêu rộng và chúng ta có 8MP cho camera tele. Tức là với chiếc Mi 9 SE phiên bản Global này, ngoài cái phần mềm của nó có sẵn tiếng Việt ra thì nó không khác biệt so với những chiếc Mi 9 SE khác. Vẫn là màn hình kích thước đó, độ phân giải đó, vẫn có công nghệ vân tay dưới màn hình. Chúng ta vẫn có 3 camera với cái độ phân giải và chất lượng tương tự. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Mi 9 SE với cái mức giá đang được rò rỉ ra là khoảng tầm 8 tới 9 triệu? Xin mời comment để lại cái ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Thưa các bạn, mức giá đó đã hợp lý với chiếc Mi 9 SE này hay chưa? Rõ ràng hợp lý hay chưa thì vẫn là ở các bạn mà thôi. Các bạn cảm thấy thích đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí NGHE NHÌN Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.